Đây là cảnh ở Texas nha mọi người. Cái thành phố mà mình đang ở gọi là Darlington. Nhìn nè, mè nắng chói chang đẹp đẽ. Nhà thì nó cũng khác nữa, đường rộng á. Đường nó không đẹp bằng bên mình nhưng mà nó rộng, toàn là 3-4 lane không. Giống như bên kia mà đường bên đây nó cũng thẳng tắp à. Mà nó cũng không có đồi núi nhiều, bên mình nó cứ lên đồi xuống núi rồi lên dốc xuống dốc, mà đây không có. Đây nó cũng không lên nhiều lắm, đường thoải mà thẳng chạy đã lắm. Cho mọi người coi khúc này nè, nhìn giống như phố đi bộ Nguyễn Huệ không? Nhà hai bên nó giống như vậy, xong rồi bên dưới thì cái đường bằng gạch, lâu lâu thì đường dầu. Gần tới rồi, mình phải cần GPS. Man, mọi người bây giờ là 10 giờ sáng mà nhìn ở đây nắng đẹp không nè. Man, nắng đẹp, mặc đồ thoải mái, ai cũng mặc quần lửng, áo thun ngắn đồ, đẹp. Mình đi Target mình buổi sáng này á, mình mua sữa với mua mấy đồ mình xài trong tuần này về cho Bill với Vi với mình. Bây giờ mình sẽ quay lại. Hồi nãy hai mẹ con vẫn đang ngủ, mình dậy sớm hơn chút mình đi. Nói sớm nhưng mà cũng 9 giờ. Nắng nè đã lắm, rồi quang cảnh nhìn cũng khác nữa. Xe cộ rồi mọi người, người ta mặc đồ khác, cây cảnh nhìn cũng khác. Man, mình thích ở đây lắm à. Coi Bill mà. Coi anh Nghịch kìa. Ô chà, anh Nghịch. Thích không? Bên đây có cái hồ em bé mà nãy mình xuống nó ấm quá, cho nên mình cho em bé chơi nông chỗ này. Cầm tay nó không nó ra cái bậc thì nó té xuống. Bill không ra đó được đâu. Bill ơi. Ô, Bill chơi trong đây với bố này. Dạ, yeah. Bill tắm hả? Bill thích không? Thằng này thích nước. Này nước là chơi khoái lắm, nghịch nước rồi chơi. Tí nữa mình cho nó cái phao ra kia, mình bơi với nó đi ra coi nó sợ không? Chắc nó không sợ đâu. Bill thích nước không? Bill ơi. Dạ anh ngồi xuống nghịch, ồ anh bò xuống kìa. Mày xuống nước sâu đấy. Đấy, sâu đấy. Ôi chà, đòi xuống rồi gớm không? Ôi đòi xuống nữa. Bill, đợi mẹ tới, mẹ quay rồi bố bế con xuống chơi, ok. Bill, xuống tiếp, gớm không? Coi cái chỗ này sâu thế nào. Coi nó kìa. Ok, ê, sâu. anh hơi sợ. Ok, để bố bé lên. Đó, chơi trên này nè, thấy không? Đó, con chơi trên này nè. Đó. Chơi trên. Này anh vừa xuống anh thấy hơi sâu và anh sợ. Bill. Ôi chú cha. Lại xuống nữa. Tí nữa chắc có mình, nó không sợ rồi. Bill. Bill nè. Con thích bơi không? Con ngồi trên đi. Ngồi sâu quá. Ngồi xuống hơi sâu, anh sợ đâu. Ngồi lại lên trên. Chú ra. Mấy anh thằng này đúng là water boy, không sợ nước luôn. Oh yeah. Anh không sợ nước, mình bế ra sau cùng bơi. Mà nó không sợ, nó cứ bám mình thôi. Rồi nó ăn thích nữa. Bill. Bill nhìn gì á? Mình cho em tắm cỡ 30 phút. Rồi khi mà nó tắm chán rồi, hai bố con lên ăn rồi mình đi chơi cho ngày hôm nay. Hôm nay là ngày, hôm qua là tới, qua tính là tối, hôm nay là ngày thứ nhất ở Texas. Hy vọng mình được đi chơi nhiều chỗ. Buổi tối hôm qua mình đi gặp anh em họ của mình á, mê chơi quá không quay được gì hết, mê chơi với mê nói chuyện quá, với mê ăn nữa. Chịu. Hôm qua tối về Bill mệt, Bill ngủ một phát.
từ 11 giờ, từ 10 giờ ấy, ngủ trên xe, ngủ một phát đến 8 giờ sáng luôn. Đi Uber đi. Ok, mình lại kêu ok. Chắc mày. Oh no. Ấy kiến lại cho bố. Hả? Ừ, ấy lại. No no, ấy lại, đeo lại. Rồi gỡ ra luôn rồi. Hả? Ừ. À. Thì... Uni. Ở chỗ này sao? Để vô lúc nãy mình thử bơi nữa. Thử bế nó bơi thử. Mà bơi không nổi, nặng quá. Hai bố con chìm mất tiêu. Ê. Ý. Gia đình view được nguyên cái hồ bơi. Bơi luôn hai bố con bơi kìa. Wow, rộng rãi quá, trừng tướng quá. Hi view view. Hi view view, view view khoái không? View view đài lên á. Chi 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 chi. Ôi chi 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 chi. Chi 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 chi. Như mặc đồ bơi so cute. Anh đói bụng á. Vi mua đồ ăn về rồi. Mình mới mua cái này gọi là cái chỗ này gọi là Coco Shrimp. Nên họ bán cơm and tôm kiểu người kiểu Hawaii. And so hồi nãy Vi đến là gọi là họ nói đợi 25 phút. Thì có nhiều người không biết họ đến đó order and then họ phải đợi nửa tiếng tới 45 phút. They were so mad. Man. But anyway, so we ordered it. Đông như vậy là chắc ngon á. Hopefully. Dạ, yeah, mình nhìn thấy cái cơm này với cái tôm này giống kiểu Việt Nam. Ăn chắc được. Vi mua cà phê luôn. Chắc cà phê rất really ngon. Tí nó thử. Thử không? Thử giờ luôn. Hey, let's try. Giờ thử cà phê ở đây luôn. Hai mình thích uống cà phê lắm. Cho nên là cà phê ghiền. Phi. Vi đặt cho mình là cà phê đậm rồi. Đậm với ngọt. Mm. Is it good? Good. Mm. No no no. Uni chưa uống cà phê được đâu. Ok, lấy cho em ăn. Lấy cho em ăn, ok. Ôi chết, lại khóc rồi. Oh, sorry mà. Đâu phải chọc em đâu, tại vì em chưa biết ăn, chưa biết uống cái đó đâu. Ôi chà. Khéo quá, bb. Mầm. Mẹ em không biết ăn rồi. Em ăn tôm nè. Em biết ăn không? Ăn tôm. Mầm mầm. Ăn chôm ngon nhắm mà nhon nhắm. À, ngon không? Thôi vẫn đòi tiếp rồi. Ok, giờ hai vợ chồng mình ăn đã. Ăn sáng vào lúc 11 giờ. Sau 11 giờ. Ok. 12 giờ rưỡi. Ok. Coi anh nè. Anh đi nghịch với cầm giấy đi lau cửa sổ kìa. Ok, đưa cho mẹ. Đưa. Ồ, đưa cho bố. Ok, ok. Oh, thank you. Ok. Mình coi. Mấy em nãy đang ăn đó. Ra ngoài. Bên này nó có mấy cái cầu vượt cao gớm luôn mọi người. Nhìn cái cầu kia vậy á. Cầu đó phải 20 mét á. Nhìn thấy nó chạy trên không? Cầu. 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 Cầu đâu? Cầu. Đi cầu. Ồ. Anh té ra luôn. Biu biu. Bố chị kìa. Cái cầu đâu? Cái cầu. Biu biu. Ông có gọi kìa. Cái cầu. Đó. Cái cầu. Cầu kìa. Ok. Và hôm nay là ngày đầu tiên. Yeah. Biu sẵn sàng đi chơi chưa? Yeah. Ok. Mình lên đây nó nóng quá cho nên bố con mình hôm nay mặc mát luôn. Biu biu. Oh yeah. Yeah. Chơi. Yeah. Yeah. Ok. Biu biu. Yeah. Are you bringing that to 7 or 676? Oh yeah, that's us. Are you? Okay, I can just grab you. Alright. Alright, thank you. Thank you. Hai đứa mình đang tính đi, rồi người ta mang cái khăn lên cho mình cho lạnh.
lại, phải quay lại, bỏ lên. Nhưng mà tại vì Vi hiền quá chứ không người ta tự bỏ vô. Đúng, tại vì đi đâu không có thẻ đâu. Ok. Thấy mọi người nghe tiếng kêu lắc 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 không? Vi mang nguyên một cái bình nước bự luôn á cho gia đình mình uống để khỏi bị dehydrated. Biu biu, tối hôm qua mình ngủ mà khát nước quá trời ngủ không được. Vi bỏ coffee vô tủ lạnh cho anh luôn được. Đó. Okay. Ồ, nó đứng luôn nè. Yeah. Ok. Cái đó thôi, Vi cho coi cái chai nước rồi vậy. Vi mang cái chai nước nè. Mẹ bự không? Nặng mà kêu lọc tọc nữa chứ. Because có đá là trong. Biu biu. Vậy này nóng quá cho nên mình mang theo chắc kèo. Ok, mình đang được ăn bún bò Huế. Hi Kevin, what's up? Hello, what's up? He's vlogging. Hello gì? Hello, what's up? Ờ, rồi nói hello mục sư. I was like, eh, no. Ok, anh Tùng chuẩn bị bún bò Huế cho cả nhà. Đây là chả giò, kia là chả lụa, gân, chân giò, mấy cái rau này giống chưa? Việt Nam nè. Anh lấy rồi. Dạ, yeah, rau là giống Việt Nam. Dạ, yeah. Có huyết nữa. Oh yeah. Which one's your bowl? That's one is mine. Okay. It's like everyone plays it now. Wait, everyone plays it now. Wait, everyone plays it now. Yeah, I'm old school. Okay, Beauty. Ở đây á, cái Beauty cái buồn ngủ quá. Nhìn cái bữa hôm mình nói á, cái đầu nó lòi ra nè. Thôi xíp cái đầu lòi ra. Còn nó đang ngủ kìa. Cho nó ngủ trong đây, tội nghiệp nó. À, bây giờ mình sẽ ra ăn bún bò Huế. Còn để em bé ngủ trong đây. Ngủ nửa tiếng nữa rồi sẽ dậy chơi. Biu biu ngoan quá ta. Ok, Biu biu đang coi anh Kevin chơi. Không chuyện nữa. Biu biu, biết bài gì không? Phía sau một cô gái nè. Oh. Là Bill. Đây là chị Taylor, chị của Bill. Hai chị em chơi. Oh yeah. Wow. Lắm anh chơi vậy chơi đấy, tao lại chơi với em. Em đấy. Nghịch chỗ khác rồi đấy. Ừ. Theo theo bác á. Không? Mình hôm nay sẽ được uống con trà. Bên Seattle không có nha. Không chỉ mình. Bên đây có. Uni đang khó chịu à. And then I went to work. Oh. Okay. Most okay, Uni bố bé xuống. Anh khó chịu rồi. Anh đạp đạp. Yeah. Oh. Bây giờ đang là 7 giờ chiều. Nắng vẫn đẹp. À. Mình được Kevin, cháu của mình dắt đi uống con trà. Yeah. Cái nước này bên chỗ mình không có cho nên là mình thích uống. Tại vì cái nước này ở Việt Nam mình uống quen. Cho nên qua đây uống thử coi nó là sao. Ok, Beauty. Review. Okay.
Yeah. Beauty. Beauty. Yeah. Đây cháu mình, Kevin. Giờ coi coi mình order cái gì đây. Oh, view, view. Oh, mùi thơm á, mùi thơm. Smell like Vietnam, view. Babe, what do you want? Up you go. Review. Okay, để mình order. Đi. Ok, bây giờ đang là 7 giờ rưỡi. Tiêu Biêu ra công viên ngay chỗ nhà của cháu của mình chơi. Đây nó khoái kìa. Ra cái này chạy. Tiêu không nghịch cái này. Ủa gì? Rồi lên chỗ ngựa không? Bé em lên, bé em lên ngựa. Yeah. Chưa biết chơi, chưa biết chơi đâu. Is it okay if they please join? Baby, baby, go this way. Baby. Chơi, chơi. Cho lên ngồi cái swing này nè. Cái này. Thì. Lần đầu tiên view được ngồi cái swing. Thôi, view ngồi đi. Chị biết ngồi. Cao vô, cao vô. Cố lên. Cái này Bill cho vô. Bill bỏ chân vô. Ok, Vincent. Vincent được ngồi trên cái xích đu à. Good job. Coi chừng á. Oh yeah. Oh yeah. I don't think he likes it. Thì sợ á, nhát gan á. Ok, ra hả? Oh. Thích không? Anh nghịch kìa. Bên cái chỗ cho em bé chơi, anh không chơi, còn anh chạy ở đây. Ôi cha, ôi cha, ôi cha. Ôi cha. Đi đâu vậy? Biêu, đi đâu vậy? Biêu. Chạy kìa. Thích chạy á. Ok, cháu mình với mẹ với vợ mình đang uống nước bên kia, chắc giờ mình qua uống nước. Đi đi đằng kia, đi đằng kia lại uống nước. Đi 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 kia chị kìa. Chị giờ mình bế em ra đây chơi đây không được nữa. Mẹ hồi nãy á, gia đình mình lo đi với về trễ không có parking, xong rồi cái quên mang mask luôn, mấy người ta nhìn thì không đâu. Đây không. Biu đi. Chơi. Về phòng tới biu biu. Oh. Xem the truck. Okay. Về phòng nghỉ. Ngày hôm nay đi không nhiều chỗ tại vì ngày đầu tiên mình để recover cho nó khỏe lại. Mai mới chơi. Ok, bây giờ mình về mình ngủ nha. Bye bye mọi người, ngủ ngon. Bye bye.